Nhật ký Nguyễn Trung Hiếu, xin chào các bạn nha. Như video trước, mình có làm cái video về ưu điểm của dòng xe Future LED 125 phiên bản từ 2018 đến nay, thì với những cái ưu điểm chính như là tiết kiệm xăng, máy im, cốp rất là rộng, độ thực dụng chạy đầm chắc, thì trong video này mình sẽ chia sẻ những cái nhược điểm hơi khó chịu cho người dùng. Mà chắc hẳn nếu anh chị mình đang đi xe này thì đều bị, hoặc nếu chuẩn bị mua thì mình có sẵn sàng bỏ qua những cái nhược điểm này để mình lấy những cái ưu điểm tuyệt vời của cái dòng xe số phổ thông này không. Thì nhược điểm thứ nhất đó là gì? Đó là tổng quan nguyên một cái dàn mũ của xe Future LED, nó hay bị rè. Từ lúc mình mới mua thì có đem đến các hit Honda đó ít nhất là khoảng 5 lần để các anh kỹ thuật là xử lý cái phần rè ngay chỗ cái chắn gió này ở đây và ở đây, những cái chỗ này đây nó hay bị kêu. Nó kêu thì khi mình chạy vận tốc nhanh mình làm cái sự khó chịu cho mình, chứ nó không có ảnh hưởng gì đến xe, nhưng mà nó kêu rất là khó chịu. Thì các anh đó đã xử lý bằng cách như thế này. Đây, những cái lớp keo này nè, mấy anh dán, sau đó là gỡ ra, mấy anh gỡ những cái lớp mũ này ra, sau đó anh dán keo vô. Dán keo rồi bắt ốc lại, thì đến nay chạy thì khắc phục được gần như là hơn 80% cái lỗi kêu rè đó rồi. Thì bây giờ lâu lâu chạy nó cũng còn ở khúc dưới này. Đó là phần dàn mũ. Còn cái nhược điểm thứ hai liên quan tới cái cam này. Hồi nãy mình video trước mình có chia sẻ ưu điểm tiết kiệm xăng máy im, nhưng mà cái cục máy này nó nhược điểm nó nằm bên này. Anh chị qua đây. Nhược điểm nằm ngay cái chỗ dầu số nè. Không biết là những phiên bản 2020, 2021 trở về đây nó có hãng Honda người ta có khắc phục chưa. Nhưng mà 2018, 19 thì hay bị, đó là nếu mình đi đường thành phố nơi đông đúc, mình cần trả số, vô số nhiều á, mà mình vô không hết, nghĩa là vô không có đạp không mạnh dứt khoát xuống á, thì cảm giác như trong cái máy này nó chưa bắt được, nó chưa bắt được cái số tiếp theo. Mình không biết phải dùng cái từ gì, thì mình không có chuyên về xe, nhưng mà cái nhược điểm đó là mình đạp nửa chừng thì nó sẽ không bắt được số. Và khi mình thói quen mình đạp số tăng ga lên thì xe máy nó sẽ rồ trong cái cục máy này. Nó không có chạy, nó không chạy tới, nhưng mà nó rồ. Mình phải giảm một cái thật mạnh, giảm hẳn xuống vậy. Đó, thì nó mới bắt đầu nó vô số được. Cái đó không phải, không biết là nó có bị bên trong hay không, nhưng mà mình đã đi ra hãng kiểm tra rồi. Hãng người ta nói là do cái dòng xe này anh phải vô số mạnh dứt khoát nó mới không bị như vậy. Thì mấy anh hướng dẫn thì chính xác không có gì hết, nhưng mà lâu lâu nó hay bị rất là khó chịu cái chỗ vô số này. Ông này, đó là cái nhược điểm thứ hai của cái dòng xe Future mà nó làm ảnh hưởng đến người dùng. Thì tương đối nó khó chịu, chứ về tổng quan thì nó không có ảnh hưởng gì đến khả năng vận hành của xe hết anh chị. Cái thứ ba nữa, cái nhược điểm thứ ba nữa đó là cái nhông sinh chĩa mà lúc mà mới mua đó. Lúc mới mua là mình có xem tìm hiểu là người ta nói là cái nhông sinh chĩa này là 7 ly. Thì khi mình chạy với cái tốc độ cao, mình thắng lại thì nó sên. Sên trong đây nè, nó lắc qua lắc lại, nó chạm vô những cái này. Hoặc là mình ôm cua, nó cũng hay kêu lọc cọc, rất là khó chịu. Mà mình chạy chiếc mà cái sên mà 7 ly đó thì mình tăng sên liên tục. Mình chạy cũng bình thường, không có bạo lực gì hết, nhưng mà mình cũng hay tăng sên lắm. Khi mình lên cái 9 ly này rồi thì nó im hẳn, mỗi lần thắng gấp thì nó không có lắc qua lắc lại, không có kêu. Và cảm giác xe nó đầm chắc hơn. Đó là cái nhược điểm thứ ba về cái nhông sinh dĩa. Thì đây là ba cái nhược điểm chính mà cái dòng xe Future, xe số phổ thông mà mình sở hữu, mình chạy hơn 2 năm nay trên 34.000 cây số mình chia sẻ đến các anh chị. Còn về những cái như là thắng trước, thắng sau hoặc là phuộc đồ thì mình thấy ok rồi. Đối với mình thì không có gì mình phải chê những cái chi tiết khác.
chỉ là thứ nhất là dàn mũ hay kêu nè, cái thứ hai nữa là cái vô số nó hay bị không được dứt khoát, cái thứ ba nữa là nhông sinh dĩa nó đi theo hạn, thì mình thay là mình đã khắc phục được cái nhông sinh dĩa rồi, bây giờ còn cái hộp số còn kêu, lâu lâu mình vô nó bị lỡ. Còn cái dàn mũ thì anh kỹ thuật ở Hit Honda đã xử lý cho mình rồi. Ok, thì bây giờ không có gì phải chê hết. Còn về cái độ bốc thì mình không phải là người chuyên về xe, không có đam mê quá nhiều về tốc độ, thì mình thấy cái khả năng vận hành của nó thì ok rồi. Khả năng tăng tốc, kế đến là cái khả năng chạy đường trường hoặc là sự ổn định của xe khi mà mình chạy ở tốc độ cao trên 70 km/h đó, thì mình thấy ok, không có gì phải nói. Và đó là những cái việc, một video về những ba cái nhược điểm của dòng xe Future mà Trung Hiếu chia sẻ với các anh chị. Nếu anh chị quan tâm đến kênh này của Hiếu thì có thể bấm vào nút đăng ký. Còn nếu anh chị muốn mua xe Future thì có thể tham khảo những video này để có những cái nhìn đa chiều hơn về một cái dòng xe. Dòng xe này theo Hiếu thấy nó rất là thực dụng, những cái thiết kế của nó đều sử dụng rất là nhiều trong hàng ngày luôn. Còn phiên bản mà 2021 á, Hiếu thấy là nó bỏ cái công tắc đèn này rồi. Công tắc này cũng thấy hay lắm. Để mình bật cái rồi. Nó có đèn sương mù nè. Đó, đây là đèn sương mù. Lên nữa là nó đèn LED. Nhưng mà khi nổ máy nó mới sáng. Còn bây giờ mình chỉ cần bật máy lên là nó đã sáng đèn rồi. Nó bỏ nha. Hãng đã bỏ cái công tắc này rồi, theo tiêu chuẩn của Đông Nam Á gì rồi. Thắng thì ok. Mình chạy đến nay thì thắng mình chưa có thay, chưa thay bố luôn. Chỉ thay cái bố thắng sau thôi. Còn bố thắng trước thì chưa. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị vào những clip kế tiếp được Trung Hiếu thực hiện trên kênh Nhật ký Nguyễn Trung Hiếu này. Kênh này Hiếu thực hiện với những cái chia sẻ thực tế của mình trên cuộc sống, dạng như vlog. Nếu anh chị quan tâm có thể đăng ký kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.